Viện nghiên cứu Mỹ nói chiến dịch tấn công mùa hè của Nga ở Ukraine đã bắt đầu. Rượu tin Mỹ trang bị tên lửa cho chiến đấu cơ F-16 gửi tới Ukraine. Cựu nghị sĩ Mỹ nói Washington, NATO phá hủy tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream. Người đề xuất chính sách cho nhiệm kỳ 2 của cựu Tổng thống Donald Trump từ chức. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISPK có trụ sở tại Mỹ mới đây đã nhận định. Do thiếu năng lực cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine, Bộ Chỉ huy Nga đã sử dụng các cuộc tấn công cơ giới theo đợt, gây tổn thất cho cả hai bên. Ngày 29 và ngày 30 tháng 7, quân đội Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội đến tiểu đoàn ở phía tây Donetsk. Các nhà phân tích cho biết các cuộc tấn công cơ giới cục bộ như vậy có khả năng cho thấy chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã bắt đầu. Tuy nhiên, lực lượng Moscow dường như không có khả năng hoạt động rộng hơn để tiến hành một cuộc tấn công độc lập quy mô lớn ở khu vực Donetsk hoặc nơi khác trên mặt trận vào mùa hè này. Báo cáo viết, ISVK ước tính rằng quân đội Nga có khả năng đang cố gắng kiểm soát Konstantinovka và các đất đường cao tốc T-0524 nối giữa Ugleda và Konstantinovka, buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi khu vực này. Các chuyên gia lưu ý rằng, các cuộc tấn công cơ giới của Nga không dồn dập liên tục có thể phản ánh mức độ năng lực tấn công hiện tại của họ. Và Moscow khó có thể tiến hành một chiến dịch tấn công mùa hè riêng biệt khác do hạn chế lực lượng. Theo phân tích của ISVK, Nga đang cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn đồng thời trong suốt cuộc xung đột, nhưng không đủ khả năng tiến hành các hoạt động tấn công theo đợt cùng lúc trên nhiều khu vực mà gần như luân phiên. Khi cường độ giảm ở khu vực này thì tăng ở khu vực khác. Trong suốt mùa hè, quân đội Nga định kỳ thực hiện các cuộc tấn công cơ giới ở cấp trung đội và đại đội theo hướng Liman, Chasovia và Avdiivka thuộc vùng Donetsk. Gần đây đã tăng cường các hoạt động tấn công ở phía tây và tây nam Donetsk. Lực lượng Moscow cũng được cho là đã tái triển khai các đơn vị của sư đoàn xe tăng số 90, tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 41 thuộc quân khu trung tâm từ Avdiivka đến phía tây nam Donetsk, cho thấy rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể tin tưởng họ khó có thể đạt được lợi thế chiến thuật nhanh chóng gần Avdiivka và đang thay đổi các ưu tiên ở khu vực Donetsk. Các chuyên gia cho rằng quân đội Nga có thể sẽ triển khai thêm lực lượng cơ giới đến khu vực này để khoét sâu các điểm yếu ở tiền tuyến Ukraine vào mùa hè và đạt được một số tiến bộ về lãnh thổ mặc dù có hạn chế. Các chỉ huy quân đội Nga có thể quyết định rằng các cuộc tấn công cơ giới định kỳ, dồn dập này đủ để đạt được các mục tiêu đã được điều chỉnh với tham vọng hạn chế hơn trong mùa hè, hoặc các cuộc tấn công này là giới hạn khả năng hiện tại của họ. Bên cạnh đó, họ cũng có thể nỗ lực đạt một số thành công về mặt chiến thuật hạn chế ở phía tây Donetsk, bao gồm cả việc cắt đứt đường cao tốc Ukleda, Konstantinovka, như một chiến thắng lớn cho người dân Nga. Bộ Chỉ huy quân sự Nga cũng có thể cố gắng thúc đẩy các lực lượng đang suy yếu trong khu vực tiến xa nhất, trước khi khả năng chiến đấu của họ đạt đến đỉnh cao, bất chấp tổn thất sẽ phải chịu trong quá trình này. Việc Bộ Chỉ huy quân sự Nga sẵn sàng đạt được các lợi ích chiến thuật hạn chế, bất chấp tổn thất đáng kể về thiết xác sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn khi họ mất một lượng vũ khí và thiết bị từ thời Liên Xô trong vài năm tới. Báo cáo có đoạn, tổn thất của cách tiếp cận này sẽ vẫn cao nếu Bộ Chỉ huy quân sự Nga tiếp tục không rút ra được bài học kinh nghiệm từ những khó khăn của cuộc tấn công bằng cơ giới trên chiến trường gần như trong suốt ở Ukraine và Moscow tiếp tục không muốn huy động thêm ngành công nghiệp quốc phòng. Tuy vậy, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng các cuộc tấn công của Nga cũng đang khiến lực lượng phòng thủ Ukraine phải trả giá đắt và có khả năng nhằm làm suy yếu năng lực của Kyiv thông qua sự tiêu hao, bất kể họ có đạt được lợi ích đáng kể hay không. ISVK nhận định, cách tiếp cận tiêu hao này phù hợp với chiến lược chung của ông Putin đối với Ukraine, dựa trên giả định rằng Nga có thể giữ được bất kỳ lãnh thổ nào mà họ kiểm soát, và Nga sẽ giành chiến thắng nếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine kéo dài hơn. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 30 tháng 7 của ISVK như sau. Thứ nhất, sự sẵn sàng chấp nhận tổn thất đáng kể về thiết xác của Bộ Chỉ huy quân đội Nga mà không tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn theo nhiều hướng và không đạt được tiến bộ đáng kể về mặt chiến thuật ở phía tây Donetsk có thể sẽ gây gánh nặng cho họ trong dài hạn. Các chiến dịch tấn công hiện tại của Nga cũng gây tổn thất nặng nề cho lực lượng phòng thủ Ukraine và có khả năng nhằm làm suy yếu năng lực của Kyiv thông qua sự tiêu hao, bất kể họ có đạt được những thành quả đáng kể hay không. Thứ hai, Triều Tiên có thể đang tăng khối lượng và chủng loại vũ khí cung cấp cho Nga. Tuy nhiên, từ trước tới nay, Triều Tiên luôn khẳng định không cấp vũ khí cho Nga. Thứ ba, đêm ngày 29, ngày 30 tháng 7, quân đội Ukraine đã tấn công kho dầu Nga ở Vozi, khu vực Kerch. Thứ tư, quân đội Nga gần đây đã có nhiều bước tiến ở Chasovia và phía tây nam Donetsk.
Trong nhiều tháng qua, Kiev đã kêu gọi các nước phương Tây chuyển giao các máy bay F-16 cho nước này trong bối cảnh lực lượng không quân của họ đang cạn kiệt máy bay cũ, dù đã được các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO như Ba Lan và Slovakia hỗ trợ. Song, câu hỏi lớn chưa được giải quyết là nên trang bị gì cho các máy bay của Mỹ vì giá đỡ tên lửa của chúng không tương thích với các thiết kế thời Liên Xô. Theo tạp chí Phố Huân, Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa HAM, AMRAAM và Sidewinder cùng với các bộ dẫn đường. Tất cả những trang thiết bị này đang được quân đội Mỹ sử dụng. Ngày 30 tháng 7, một quan chức cấp cao giấu tên nói với tạp chí Phố Huân: "Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp tất cả các loại vũ khí đó, ít nhất là khối lượng quan trọng mà họ cần." AGM-88E HAM là tên lửa không đối đất, có chức năng dẫn đường bằng sóng điện tử và thường được sử dụng để tấn công các cơ sở radar của đối phương. Phiên bản tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 148 km. Không rõ liệu Mỹ có cung cấp cho Ukraine các vỏ HTS chuyên dụng được thiết kế cho F-16 để cải thiện khả năng nhắm mục tiêu HAM hay không. Phiên bản mới nhất của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 AMRAAM có tầm bắn lên tới 180 km. Tên lửa dẫn đường bằng radar này được thiết kế để giao chiến ngoài tầm nhìn. AIM-9 Sidewinder là tên lửa không đối không tầm ngắn hơn, được thiết kế để không chiến ở khoảng cách lên tới 35 km. Một loại vũ khí khác được nguồn tin đề cập đến là bom đường kính nhỏ GUB-39B. Trước đây, Ukraine đã nhận được những loại đạn dược này, chế tạo các giá đỡ đặc biệt để điều chỉnh chúng phù hợp với máy bay chiến đấu MiG-29. Trong những tuần tới, Hà Lan và Đan Mạch được cho là đang chuẩn bị chuyển giao những chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine. Bỉ và Na Uy cũng cam kết chuyển giao thêm F-16 cho Kiev vào cuối năm nay. Hiện tại, chỉ một số ít phi công Ukraine được đào tạo vận hành chiến đấu cơ này và dự kiến có chưa đến 50 chiếc được chuyển giao cho Kiev trong năm nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ cần ít nhất 128 chiếc F-16 để tạo sự khác biệt trên bầu trời vì không quân Nga vượt trội hơn rất nhiều so với không quân của Ukraine. Các quan chức Na Uy cho hay những chiếc máy bay này không phải là viên đạn bạc, nhưng việc sở hữu loại vũ khí tầm xa này có thể giúp Ukraine giữ khoảng cách an toàn với máy bay Nga. Về phần mình, Moscow tuyên bố việc chuyển giao F-16 sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột và chỉ khiến NATO trở thành bên tham gia công khai vào cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Một công ty tư nhân của Nga thậm chí còn trao thưởng 15 triệu rúp cho bất kỳ ai phá hủy máy bay đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột này. Trước đó, những giải thưởng tương tự đã được trao cho việc phá hủy thành công xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Chính trị gia Mỹ, cựu thượng nghị sĩ Mỹ Richard Black mới đây khẳng định vụ phá hoại đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc Nord Stream của Nga được thực hiện bởi chính quyền Mỹ với sự giúp đỡ của các đối tác khác trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo ông Black, sự kiện tuyến đường ống dẫn khí chạy dưới biển Baltic bị đặt bom là một trong những bước đi khiêu khích tồi tệ nhất từng được thực hiện trong lịch sử loài người. Vì thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định, để phối hợp chống Nga cùng các cuộc chiến ở Ukraine, chính Mỹ cùng với một số nước NATO khác đã thực hiện một trong những bước đi khiêu khích phi thường nhất từng được thực hiện trong lịch sử nhân loại, đó là cho nổ đường ống Nord Stream. Ông nói thêm rằng, ngoài Mỹ, Anh, Na Uy và các nước Scandinavia khác cũng tham gia vào việc này, bởi tuyến đường ống chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của họ đã bị đặt bom phá hoại, bất chấp sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan an ninh, quân đội của các nước này. Ngoài ra, ông không loại trừ việc Đức có liên quan đến hoạt động phá hoại. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào để chứng minh điều này. Điều đáng chú ý là Richard Black đã đưa ra những tiết lộ này khi đang suy ngẫm về vai trò của NATO đối với Mỹ. Ông nhắc lại rằng, khối liên minh quân sự phương Tây tồn tại chỉ để bảo vệ lợi ích của Mỹ. Ngay từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã được thành lập và một vị tướng 4 sao của Mỹ được bổ nhiệm làm người lãnh đạo của NATO và kể từ đó chưa bao giờ có bất cứ một vị tướng châu Âu nào được nắm quyền chỉ huy NATO. Cựu thượng nghị sĩ chỉ thẳng ra rằng, bởi vì NATO là một tổ chức của Mỹ nên giới tinh hoa chính trị ở Washington cho rằng nó phải là một liên minh do Mỹ lãnh đạo và giới chóp bu ở Brussels phải chấp nhận điều đó. Như vậy, thông qua công cụ quân sự là NATO, Mỹ đã nắm quyền thống trị EU, nắm quyền chỉ đạo toàn bộ nền chính trị châu Âu. Đó cũng là lý do tại sao những tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump về việc chính quyền Washington từ chối tham gia sâu hơn vào các hoạt động của liên minh đã gây ra tiếng vang như vậy ở cả hai bờ Đại Tây Dương, khiến các chính trị gia của EU vô cùng choáng váng. Ngày 30 tháng 7, tạp chí Phố Huân đưa tin, thành viên của Viện Chính sách Heritage Foundation, đồng thời là giám đốc dự án 2025, ông Paul Dance đã thông báo cho nhân viên trong nhóm về quyết định từ chức. Trong thư gửi các nhân viên, ông Dance viết:
Công việc của chúng ta đang đi đến hồi kết và tôi quyết định rời Harrison Fulton vào cuối tháng 8 tới. Bà Susie Weil và ông Chris LaCivita là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ hoan nghênh trước thông tin này. Bà Wales và ông LaCivita ra tuyên bố, việc dự án 2025 sụp đổ nên được coi là lời cảnh báo cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đang cố tìm hiểu sai ảnh hưởng của họ với ông Trump cũng như chiến dịch của ông. Thông điệp nó đưa ra là các ngài sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Dự án 2025 được Heritage Foundation công bố hồi tháng 4 năm ngoái là tài liệu khoảng 900 trang do Viện Chính sách có trụ sở ở Washington này biên soạn nhằm vạch ra lộ trình để giúp ông Trump có thể điều hành đất nước theo đường lối bảo thủ nếu tái đắc cử. Dance và nhóm của mình trong dự án 2025 thậm chí còn soạn sẵn các sắc lệnh mà ông Trump có thể ký ngay sau khi nhậm chức. Cụm từ ông Trump và chính quyền Trump được nhắc đến hàng trăm lần trong tài liệu này. Theo điều tra của truyền thông Mỹ, gần 240 người có liên hệ với ông Trump đã tham gia biên soạn tài liệu, trong đó có 6 cựu bộ trưởng và hàng chục nhân viên Nhà Trắng dưới thời của ông Trump. Tuy nhiên, các đề xuất chính sách trong dự án 2025 đã bị Đảng Dân Chủ công kích, coi đây là những sáng kiến cực đoan và nguy hiểm như giải thể Bộ Thương mại và Bộ Giáo dục Mỹ, hạn chế tiếp cận thuốc phá thai, loại bỏ các biện pháp bảo vệ khí hậu. Sau khi tài liệu bị chỉ trích dữ dội, dự án 2025 đã bị chính ông Trump và các trợ lý của ông quay lưng. Bà Wales những tuần gần đây đã gọi điện cho các thành viên Harrison Foundation yêu cầu hạ thấp vai trò của dự án 2025. Ông LaCivita cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với nhóm này và gọi họ là nỗi phiền toái. Theo các thành viên Harrison Foundation, sau quyết định từ chức của ông Dance, nhiệm vụ xây dựng chính sách của dự án 2025 sẽ kết thúc, nhóm này sẽ không bị giải thể. Thay vào đó, nhóm dự án 2025 sẽ tập trung vào nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự của các quan chức bảo thủ đang có mong muốn vào làm trong chính phủ. Chủ tịch Heritage Foundation Kevin Jobes sẽ tiếp quản hoạt động của dự án 2025. Ông Jobes nói vô cùng biết ơn sự đóng góp của ông Dance và mọi người trong dự án 2025, cũng như nỗ lực tận tụy cứu nước Mỹ của họ. Ông Jobes nói, những nỗ lực chung của chúng ta nhằm xây dựng bộ máy dân sự cho các nhà hoạch định chính sách mọi cấp, liên bang, bang và địa phương vẫn tiếp tục. Cựu Tổng thống Trump đã có nhiều hành động thể hiện không liên quan tới dự án 2025. Ông cho biết dự án này được những người cực hữu lập ra và ông chỉ biết một số người trong đó. Ông Trump còn mô tả một số đề xuất của dự án 2025 là vô lý và tệ hại.